cha chương lưu diệm, lạy cha chương lưu diệm. Xin kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bụi Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 267. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu các nhân chứng ơn lành. Chị Thình Nguyễn Lê hiện đang sinh sống tại thành phố San Jose, California. Chị Hoàng Phạm hiện đang cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, California. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ ân lành của chị Thình Nguyễn Lê, hiện đang sinh sống tại thành phố San Jose, California. Chị Thình cho biết, từ trước tới nay, chị đã nhận được rất nhiều ân lành qua lời cầu bầu của cha Francisco Trương Bụi Diệp. Lần đầu tiên vào năm 10 tuổi, chị đã được cha cứu. Chị xin cha cho chị có việc làm. Chỉ sau 3 ngày thì chị nhận được việc làm. Cha còn làm nhiều biểu hiện lạ cho chị thấy, nên chị rất tin về sự linh thiêng của cha. Chị chia sẻ, hãy đặt hết niềm tin nơi cha và chạy đến cầu nguyện với cha. Nhờ cha chuyển cầu lên đấng tối cao thì sẽ nhận được ân lành. Cũng như bao người, chị mong một ngày không xa, cha sẽ được phong thánh. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Chị tên là Cecilia Thình Nguyễn Lê, ở từ San Jose. Mà nhất định cũng phải xuống để nói cái câu chuyện về những cái sự mà tin tưởng của chị đối với cha Diệp. Và nó đã xảy ra cho chị từ lúc chị 10 tuổi chứ không phải bây giờ. Mẹ tôi bảo lúc đó thì có một chú lính, chú đứng trên bờ. Chú bảo thế tại sao thấy chết mà không cứu? Thì chú mới nhảy xuống, chú là người cứu mày vô. Thì trước khi mẹ qua đây thì cách đây độ chừng, nghĩa là 4-5 năm về trước thì đã được có tình cờ được gặp cha. Thì chị biết gặp cha thì đem hình cha về để người bạn cho. Lúc đó mới hình dung, ồ trời ơi, chả lẽ mình được cha Diệp mà ơn mà cha cứu từ ngày đó. Đó là cái lần đầu tiên chị suy nghĩ về cha. Thì chị thấy, ồ như vậy là mình chắc có duyên với cha, cha cứu. Chị xin việc ở thành phố San Jose. Mà em biết thành phố San Jose lúc nào nó cũng phải kêu mình là đi interview rồi đi orientation nó mới mướn, chứ đâu phải là nó khơi khơi. Thì chị xin cái việc đó, chị cho đơn vô mà cứ thấy nó chả trả lời với chị. Thì cái hôm đó chị mới khấn cha, chị bảo cha, bây giờ đó cha làm sao mà một là họ mướn con, mà hai họ trả lời cho con họ không mướn, để con còn đi kiếm việc khác, chứ thực ra cái việc này con rất thích làm về xã hội mà. Thì trời ơi, chị khấn cha ngày thứ sáu, sáng thứ sáu, đến 4 giờ chị đi vòng 3 giờ chiều về, thấy cái message, có cái message, thì chị check message luôn. Chị check thì cái ông sếp ở trên đó, ông gọi, ông nói là thứ hai đi orientation ở địa chỉ cho đó chỗ kia. Thì đó là một cái ơn đầu tiên, chị tin rằng cha Diệp làm phép lạ. Rồi đến có một ngày đó, chị có con em, nó thua chị 2 tuổi, nó ở chung với chị mẹ, đi qua lúc với mẹ đó, mẹ đi về Việt Nam, nó không được bình thường lắm. Thì hai chị em cũng cứ cãi nhau, lâu lâu cãi nhau cũng tội nghiệp. Cái thì chị mới bảo là, ê mày ở Mỹ mày phải có bạn, mà mày tao giới thiệu ai, tao kiếm người nào dễ thương hiền hậu để có bạn nói chuyện, thì mày không chơi ai hết, mày cứ theo mình tao. Thì bây giờ tao nói thiệt, tốt hơn hết thôi, bây giờ mày chơi ai cũng được, mày chơi người chết cũng được. Bây giờ mẹ nè, mà ba nè, ba ngồi bàn thờ nè, rồi ông anh nè, cùng lắm mày ngồi mày nói chuyện ông anh cha cũng được đi, chứ mày ngồi kiểu mình mày cũng được. Rồi tao nói mày nghe, còn ông cha Diệp này có hình cha Diệp trên bàn thờ mà. Cha Diệp này này, ổng linh thiêng lắm. Mày cầu cái gì, mày cái tư tưởng mày muốn cái gì mày xin cha. Thì nói vậy xong đi làm. Nhưng mà trước khi đi làm, chị nói thật, chị tới chị đứng chị khấn cha. Thì chị mới khấn, chị bảo cha, cha ở trong nhà, cha làm sao mà cho nó tin giùm con, để cho nó gọi là nó có một sống ở đây, phải có cái đức tin. Nó mới khấn vậy. Mà em biết không ngờ là chị đi làm, lúc đó chị làm security. Thì 10 giờ đêm chị đi, 6 giờ sáng chị về. Thì 6 giờ sáng chị về đó, chị tự nhiên chị nhìn trong bàn thờ, chị thấy hình cha ngồi ngoẹo như này, ngồi ngoẹo nguyên như này.
chị lại liên tưởng cái con này, mình nói chắc tối qua mình nói về cha, chắc nó là tò mò tới nắm kéo ra rồi để lại không đúng. Nghĩ vậy mà nó thôi không nói nữa, hay là mình mới đem cha về, về mà mình chưa cho vô khung mà đúng. Thôi, hôm nay bận mấy thì bận, chưa thay đồ đi làm về, đồ security còn mặc nha, ngồi xuống đó là lấy ngay cái, tại thấy cha ngồi nghiêng kỳ quá, cái mới kéo cái học ra lấy cái hình lui cui vô khung, thì con em á, nó ở trên lầu, nó lò dò đi xuống. Nó nói, bà về đó hả? Thì chị nói thật, cái tư tưởng của chị là mày phá quá. Tại nghĩ nó phá, chứ mất chị hình cha nghiêng vậy. Cái làm bộ không nghe, chán muốn trả lời không nghe, cứ lùi cui bỏ hình vô. Cái nó xuống nó bảo, bà cho ổng vô khung á hả? Nó vô, nó đứng nó hỏi vậy á. Cái chị bảo, thì nó tới nó hỏi, chả lẽ không trả lời. Ta cho cha vô khung, chứ không nói cái chuyện nghiêng nha. Ta cho cha vô khung, ta đem cha về cả tuần rồi mà cũng bận quá, không bỏ cha vô khung, nên ta cho vô khung cho nó đẹp, chứ không dám nói là ta thấy nghiêng ta vô khung. Cái nó nói, bà biết không, tối hôm qua bà đi chừng 15 phút á, thì tự nhiên tôi đưa ngồi coi tivi, tôi nhìn lên bàn thờ, tôi thấy ông ngồi nghiêng à. Tôi mất hồn, tôi lên lầu luôn. Rồi tới giờ này tôi canh bà xuống, tôi mới xuống tôi nói à, tối hôm qua và tao nói thiệt với mày, trước khi tao đi làm, tao đứng ở chỗ cha tao khấn. Tao nói cha, con với em con cãi nhau hoài mà không tin, bây giờ cha ở nhà cha làm sao cho nó tin, chứ nó chả tin, Phật cũng chẳng tin mà Chúa cũng chẳng tin. Cái đó là tao nói thiệt, tao có khấn cha, nhưng mà tao không ngờ. Nếu mà mày nói sự thật, tao không ngờ là tao nói tao đi 15 phút cha làm, thì cái đó là tao không có ý kiến. Đó, thì nó nói thật, và từ đó trở đi nó cũng gọi là cũng tin lắm. Nó tin cha nhiều lắm. Rồi có rất nhiều chuyện xảy ra, cái chuyện chị kể em nghe, cái chuyện cha lắc chảo đây chị không nói láo nhé. Chị ngồi chị coi ở trên, chị ngồi ở trên salon chị coi tivi, thì con em ấy, nó ở dưới bếp nó rửa chén. Hai chị em ở chung thì nó tự nhiên nó lên nó đứng sau lưng chị á, nó đứng sau lưng nói bà. Cái gì? Sao cái chảo dưới bếp nó lắc? Cái thì chị làm bộ chị nói chứ. Thế rồi tôi chắc cha Diệp chọc mày á, làm bộ nói vậy. Nó đứng tầng gần chút xuống rửa chén tiếp. Cái chị nó giận thôi, mới quảng cáo là đứng dậy đi ngay, đi xuống cái cửa này bên hông như vậy, đi xuống bếp thì cái cửa nhà chị như vậy, thì cha Diệp ngay đối diện đây cái bức tường, rồi bên này là nó rửa chén, thì chị vừa bước tới cửa thôi. Nghĩa là cái tâm trạng nó đương lo sợ, tự nhiên nghe tiếng động nó giật bắn người nó lên. Cái chị biết rồi, ô như vậy là nãy nói thật chứ nó nói láo nữa. Tại nhiều khi cái chị mới nhìn lên cha ngay, chị nói cha, nếu mà đúng hồi nãy cha lắc chảo, cha lắc lại con coi. Chị khấn như vậy xong chị làm bộ bước tới vài bước, đứng bên cạnh nó, bên này chị bên này, cái sinh rửa chén đây, cái bếp bên này. Cái chị bảo chứ, đâu, chảo lắc đầu lắc mày xạo mà, nghe không? Cái nó vừa nói miệng nói nhưng mà tay vào rửa chén. Cái nó nói, có mà, hồi nãy có mà. Trời ơi, em có tin không? Chưa đầy một phút cái chảo nó lắc tiếp. dỡ lên, thả xuống. Cái nó đứng bên này chị, nó nhảy lui hai bước. Đó, bà thấy không? Lúc đó chị nói thật, chị cũng sợ. Chị cũng sợ, tại vì quyển sách mà đọc về cha đó thì có những lúc ông hiện nguyên hình, ông đi, ông cho thuốc cái mấy cái ông bà vợ, cái ông nào bị bệnh á. Đó, cái quyển sách đó nói về cái đó, cho nên chị không muốn cha hiện hình đi. Thôi cha được rồi, con cảm, tại hồi nãy khấn xin cha mà. Đó là cái lần đó là lần cách đây cũng khoảng chừng 4-5 năm. Cha giúp nhiều cái, chị xin cha giúp nhiều cái lắm. Ông bị cái gì tai biến á, vô nhà thương á, coma luôn. Cái lúc đó ở Việt Nam thì ông có cái thằng con đó, nó đương ở tù. Nó đương được về, trong vòng tuần đó nó về thăm ông. Thì chị mới nói cha ơi, cha cứu giùm cho ông sống một tuần thôi để cho ông gặp con ông. Chứ tội nghiệp, cha nào chả thương con. Nó làm tầm bậy, nó đi tù là một chuyện, nhưng mà bây giờ tới cái ngày nó ra rồi, sau 7 năm mà có 2 ngày mà lại cha bị như vậy rồi, thì cũng tội tụi nó cả cha cả con. Mới khấn cha, cha cho tỉnh lại, có tin không? Nghĩa là trong vòng 2 ngày, xuống nhà thương 2 ngày thôi, là đi về ngồi ăn tiệc chứ. Cái băng trắng còn, chị còn nhớ ngay cái đầu này, băng cái cục băng trắng trắng vậy. Ngồi nhà ăn mừng tiệc tùng tùm lum, chị gọi webcam về chị nói chuyện. Thì chị bảo Dượng Thắng, tôi nói Dượng nghe nha, tôi xin cha một ông cha tên ông Trương Bụi Diệp. Thì Dượng á, làm ơn nhớ cái tên đó và Dượng tạ ơn cha giùm tôi nha. Tại vì tôi xin cha đó,
cho cái trường hợp của Dượng như vậy đó, thì tôi chỉ nói vậy thì Dượng phải nhớ nha. Thì một tuần sau, đúng một tuần sau, ông lại ngất xỉu lại y chang vậy, vô nhà thương tiếp. Nhá, vô nhà thương tiếp. Cũng cái máu trong đầu nó chảy làm sao cái chuyện không biết, nó lại phải rút máu. Cái thì chị lần này đó, chị khấn ổng là chị khấn cái gì? Chị nói, chị khấn cha, chị nói cha ơi, mình nói đúng, mình cũng người trần, người mắc thịt cũng tham lam. Bây giờ cứ xin là được, được thôi chứ giờ sao? Cũng tội chứ đâu có ai muốn ổng chết, đúng không? Cái thì chị mới nói lần này con xin cha là không phải con xin cho ông này nữa. Nhưng mà con xin cha cứu ông này là vì con thấy tội con em gái con. Nó còn trẻ mà nó quá chồng tội nghiệp. Cha giúp cho một lần nữa, cha cứu lần nữa. Một tuần sau ra khỏi bệnh viện tiếp, về nhà sống với vợ cho đến cách đây khoảng chừng một năm, năm ngoái. Tự nhiên đi tắm biển rồi vợ ngồi đường tắm biển dưới, ngồi trên này với đứa cháu ngoại bị tăng xong máu làm sao không biết. Cháu ngoại biểu bà nội sao ông nội kỳ quá. Thì nó chạy lên nó đưa ông đi nhà thương mà. Rồi lên kia nhà thương kia họ bảo chứ ủa này trễ qua dưới chị chạy lên chứ được rồi. Mà không biết chạy lên trên đó, xong trên đó đưa xuống rồi chết. Rồi chết cái đây năm. Đó là cái câu chuyện chính, còn rẻ tẻ mà chị không nhớ hết. Cái đó chị nói thật. Chị chỉ biết rằng nên mình có cái lòng của mình á. Mình tin á thì sẽ được thôi. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ô sao Chúa không tin trên cha. Nhưng mà họ không nghĩ rằng mình xin cha, cha cầu bầu vô Chúa. Giống như xin Đức Mẹ cầu bầu vô Chúa. Chứ đâu phải là mình xin cha có nghĩa là mình bỏ Chúa, không phải. Mình xin cha xin giùm. Thì chị nghĩ là có rất nhiều người hiểu lầm cái chuyện này. Cảm ơn em. Chị hy vọng là hy vọng cha được phong thánh. Cha Trương Bửu Diệp ơi, cha Trương Bửu Diệp ơi, cha Trương Bửu Diệp ơi, con cảm ơn Ngài. Vị linh mục khả kính mà con mến yêu. Chị Hoàng Phạm hiện đang cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, California. Chị mới định cư tại Mỹ và mong sớm được hòa nhập với cuộc sống mới. Chị đi học nghề, qua một thời gian chăm chỉ học hành. Ngày thi kết thúc khóa cũng tới, chị khá lo lắng cho việc thi cử. Qua người quen giới thiệu, nói chị hay đến cầu nguyện với cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove. Cha rất linh thiêng, sẽ giúp chị thi được may mắn và như ý nguyện. Chị đã đến cầu xin cha và viết lại những lời khấn của mình vào sổ đặt trong phòng cầu nguyện. Niềm tin của chị đã được cha nhận lời. Hôm nay, vừa đi thi đậu về, chị liền trở lại để cảm tạ cha và chia sẻ ân lành để làm nhân chứng cho cha. Em tên Hoàng Phạm. Dạ, em bây giờ em đang ở và sinh sống tại Fountain Valley với đứa em gái. Thì cách đây khoảng chừng 5 tháng mình cũng đã có đến trường để mà học cái ngành nail. Rồi cũng rất là chăm học. Rồi cũng cho đến một ngày cũng hoàn thành khóa học của mình. Xong rồi thì cũng đến một ngày thi. Nhưng mà có người bạn nói với lại tôi rằng là đức cha đây rất là linh. Những cái gì, cái lời mình cầu nguyện thành tâm, mình và khấn cái gì thì ơn trên lúc nào cũng sẽ cho mình được toại nguyện. Cho nên cách đây 3 ngày trước, nhà tôi có đến đây cúi lại cầu xin cha. Rồi tôi cũng có đến đây để viết những cái dòng mà để tâm sự. Tôi không biết nói gì hơn là mình tâm sự thì chắc có lẽ là ơn trên thì cũng nghe thấy. Tại vì có lúc tôi là người ngoại đạo thật, nhưng mà trong lòng tôi lúc nào tôi cũng thấy mình có giống như là có một cái niềm tin ở Chúa, ở Đức Cha. Cho nên nó là tôi khấn, tôi cầu với cái rất là thành tâm, mong cha cho con được toại nguyện, con thi, con làm được tốt, con có một cái sự may mắn để con lấy được cái bằng. Thì cái cơ hội để cho con hòa nhập với bên Mỹ này nó rất là lâu. Mình cầu xin, mình thành tâm mình xin, thì không ngờ rằng á cha quá linh luôn. Những gì mà em xin nó là nó có hết. Tôi không ngờ giống như có một cái sức mạnh nào đó chắc của cha ban cho tôi để mà tiếp thêm cái đôi tay của tôi á, mà để tôi làm được tốt. Tôi không ngờ là từ cái khóa học cho đến cái ngày tôi đi thi, ngày hôm qua là ngày tôi làm tốt nhất.
Cho nên nó là khi mà tôi đã hoàn thành cái phần thi tôi rồi, tôi vô cùng cảm ơn cha đã ban cho tôi một cái sức mạnh, một cái sức mà tôi gọi là tôi bình tĩnh để vượt qua bản thân của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng của những người bạn đi thi về ai cũng nói. Đúng, người ta làm rất giỏi mà tại sao người ta vô người ta không làm được. Còn mình đi cầu nguyện hình như là ơn trên có thấu hiểu được cái tâm trạng của mình. Cho nên tôi cảm thấy rằng Đức Cha ở đây quá là linh và nghe thấu những gì mà cái lời tâm sự của tôi nói. Và mong rằng để cảm tạ cha, và sẽ từ đây sắp tới nếu tôi ở khu vực này tôi cũng sẽ đến để mà viếng cha, để mà khấn, để mà cảm tạ ơn cha. Cha rất là linh và tôi cảm ơn cha rất nhiều. Các câu chuyện ân lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mọi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ân lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Chương trình Ơn Cha Diệp đang được phát thường xuyên trên YouTube, Facebook, Vietface TV 57.2 và 18.10 vào lúc 4:30 chiều Chủ nhật và trên website chuongbuodiep.org. Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. Báo ân lành. Quý khách muốn ghi danh nhận báo qua email hoặc gửi về tận nhà xin ghi danh tại www.tbdf.org. Nhận tin tức của hội qua điện thoại di động, cell phone. Quý khách muốn nhận được tin qua điện thoại di động về các sự kiện, giờ giấc sinh hoạt, buổi cầu nguyện, các thông báo và tin tức mới nhất của Trương Bửu Diệp Foundation, xin ghi danh bằng cách gửi tin nhắn có nội dung TBDF rồi gửi đến số 797979. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 7 tháng 3, sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Diệp. Kính mời quý ông bà, cô bác, anh chị em đến tham dự. Trương Bửu Diệp Foundation sẽ truyền hình trực tiếp để những người ở xa có thể theo dõi, cùng hiệp thông cầu nguyện trên YouTube, Facebook và website của hội chuongbuodiep.org. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, số 14231, đường Euclid, thành phố Garden Grove, California, 92843, điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình Ơn Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.spao.amazon.com và chọn Nonprofit Organization là Trương Bửu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường Mạc Phadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp tập 267 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp.